Sao có gì buồn dữ vậy hả? Não lòng dữ vậy? Tao với bồ tao chia tay rồi. Trời ơi, tôi bị bồ bỏ hoài có gì đâu buồn. Mày sao bỏ? Tao khác chứ. Mà sao bỏ? Thì hôm bữa trước đó anh quen em lâu rồi mà anh còn chưa qua nhà em gặp người lớn đó. Em không biết đâu, kỳ này anh phải tranh thủ về gặp ba mẹ em mới được á. Chứ không thôi á, quen con gái người ta như vậy mang tiếng chết. Mà anh coi anh đi, làm tài xế gì đâu mà suốt ngày mặc có cái áo mặc hoài à. Anh phải kiếm bộ đồ qua mặc cho ba mẹ em. Bao lâu nữa anh qua? Thì càng sớm càng tốt chứ sao, 2 ngày nữa đó nha. Anh biết rồi, anh tranh thủ. Trời ơi, ăn mặc cái gì mà thấy ghê quá vậy? Thôi thôi đi về đi, ghê quá à. Thảo, anh mặc áo vest mà, anh mặc gì cũng được mà. Cho anh gặp cô chú đi. Trời ơi, ông Nhật. Trời, sao mày cái vớt, sao mày áo vớt không cái áo này là cái quần đâu? Hôm bữa anh kêu tôi may cái sơ mi với áo vest cho anh thôi mà. Trời ơi trời, nó đòi cái quần nữa, nó đòi chia tay rồi ông tranh thủ may cái quần lẹ lẹ cho mình. Xử lý đi. Xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Vô thử. Thôi khỏi, có cái quần là được rồi, khỏi đi. Khỏi đi. Thảo. Thấy anh ngon chưa? Trời ơi, anh Thân, bữa nay em nhìn không ra anh luôn á. Anh đẹp trai quá, giống Châu Nhật Phát quá anh ơi. Giờ anh đâu khác tài xế đúng không? Thì anh cũng bà con với Châu Nhật Phát mà. Anh Châu Nhật Bút á. Đó, em nói mà, anh mặc mấy cái đồ này là đẹp lắm luôn á. Cho anh gặp hai bác anh nói chuyện người lớn. Ba má em đi chợ rồi. À, ba má đi chợ hả? À, vậy thì anh ngồi chơi anh đợi nha. Em bận cái gì hả? Dạ, em cho con bú cái. Em đang ở cử á, đợi em chút nha, ngồi chơi đợi chút nha. Phải làm sao đây?